Chào các em học sinh đến với chương trình dạy học trên truyền hình. Chương trình thực hiện giữa sự phối hợp Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam thực hiện. Thầy tự giới thiệu, thầy là Lê Đình Nhật, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hôm nay thầy đến với các em bài tập phương trình đường thẳng trong không gian để phát huy khả năng tư duy và kỹ năng giải toán. Các em cần nắm vững các kiến thức cơ bản của bài học trước. Phương trình đường thẳng. Trong không gian Oxyz, một đường thẳng được xác định khi biết điểm đi qua và tọa độ vector trị phương. Các em cần nắm vững hai dạng phương trình đường thẳng, đó là dạng tham số có phương trình x bằng x0 cộng at, y bằng y0 cộng bt, z bằng z0 cộng ct. Trong đó x0, y0, z0 là tọa độ mà điểm đường thẳng đi qua. A, B, C là tọa độ vector trị phương đường thẳng. Phương trình chính tác x trừ x0 trên A bằng y trừ y0 trên B bằng z trừ z0 trên C với điều kiện A, B, C khác không. Các em lưu ý, khi bài toán cho một cái phương trình tham số hoặc phương trình chính tác thì các em phải xác định được đâu là điểm đi qua và đâu là tọa độ của vector trị phương đường thẳng. Thứ hai, liên hệ giữa vector trị phương hai đường thẳng song song hoặc hai đường thẳng vuông góc với nhau. Nếu như A và B song song thì vector trị phương của đường thẳng A và vector trị phương đường thẳng B là cùng phương. Hay nói cách khác, vector trị phương đường thẳng A cũng là vector trị phương của đường thẳng B và ngược lại. Trong trường hợp A và B vuông góc với nhau thì hai vector trị phương của chúng sẽ có giá vuông góc, ta xem như là hai vector trị phương sẽ vuông góc với nhau. Thứ ba, liên hệ giữa vector trị phương của đường thẳng và vector pháp tuyến của mặt phẳng trong trường hợp đường thẳng vuông góc mặt phẳng và đường thẳng song song với mặt phẳng. Các em quan sát trên hình. Khi A vuông góc với P thì vector trị phương đường thẳng A và vector pháp tuyến của mặt phẳng P sẽ cùng phương. Khi A song song với P thì vector trị phương của đường thẳng A và vector pháp tuyến mặt phẳng P sẽ vuông góc với nhau. Các em cần tìm một vector vuông góc với hai vector không cùng phương thì vector vuông góc với hai vector AB không cùng phương đó chính là vector tích có hướng của A và B. Ở phần bài tập, thầy chia làm 4 dạng. Dạng 1, một số bài toán viết phương trình đường thẳng. Dạng 2, một số bài toán về vị trí tương đối giữa hai đường thẳng và đường thẳng với mặt phẳng. Dạng 3, một số bài toán về tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm lên đường thẳng và mặt phẳng. Dạng 4, một số bài toán về viết phương trình mặt phẳng có liên quan đến đường thẳng. Các em đi vào dạng số 1. Một số bài toán viết phương trình đường thẳng. Bài tập tự luận. Bài 1. Trong không gian Oxyz cho điểm A có tọa độ 0, 2, 1 và đường thẳng delta x, 1, trên 1 bằng y, cộng 2, trên 2 bằng z, trên 3. A. Chứng minh rằng điểm A không thuộc delta. B. Viết phương trình tham số của đường thẳng D đi qua A và song song với delta. Các em biết rằng điểm A thuộc delta nếu như tọa độ điểm A thỏa mãn phương trình delta. Và ngược lại, tọa độ điểm A không thỏa mãn phương trình đường thẳng delta thì điểm A sẽ không thuộc delta. Ta giả sử điểm A thuộc delta. Khi đó các em thay tọa độ điểm A vào phương trình đường thẳng delta, ta sẽ có là 0 trừ 1 trên 1 bằng trừ 2 cộng 2 trên 2 bằng 1 chia trừ 3. Các em đưa được là trừ 1 bằng 0 bằng trừ 1 phần 3. Điều này vô lý, chứng tỏ rằng điểm A không thuộc delta. Ý B. Viết phương trình tham số đường thẳng đi qua A và song song delta. Các em biết rằng một đường thẳng được xác định biết điểm đi qua và vector trị phương.
Nhìn trên đề toán, các em phát hiện điểm đi qua đó là điểm A, còn yếu tố thứ hai đó là vector trị phương. Thì trong đề toán nêu rõ đường thẳng D song song với delta, do đó vector trị phương đường thẳng D cũng chính là vector trị phương của đường thẳng delta. Các em có vector trị phương đường thẳng delta đó là 1, 2, trừ 3. Và đường thẳng D song song với delta nên chọn vector trị phương delta là 1, 2, trừ 3 làm vector trị phương của D. Đường thẳng D đi qua điểm A có tọa độ 0, trừ 2, 1. Nhận U này làm vector trị phương thì có phương trình tham số đó là x sẽ bằng 0 cộng 1t, y bằng âm 2 cộng 2t, z bằng 1 trừ 3t. Các em sang bài tập số 2. Trong không gian Ox, Y, Z, cho tam giác ABC có điểm A tọa độ 0, 0, trừ 2, điểm B 1, 3, trừ 2, điểm C 2, 0, 1. Viết phương trình chính tắc đường cao kẻ từ C của tam giác ABC. Các em quan sát trên màn hình. Đường cao CH là đường thẳng nằm trong mặt phẳng ABC và vuông góc với AB. Thế thì ở đây các em muốn viết đường cao, em cần hai yếu tố. Thứ nhất, điểm đi qua, đó là điểm C. Thứ hai, vector trị phương của đường cao là vector trị phương của đường CH. Các em có thể giải bằng cách là tìm điểm H chính là hình chiếu của C lên đường thẳng AB. Việc này thầy sẽ giới thiệu cho các em ở tiết 2. Ở tiết học này, các em hãy vận dụng kiến thức đã học, các em tìm cho thầy vector trị phương của đường CH. Các em biết rằng đường CH vuông góc với AB, do đó vector trị phương đường CH sẽ vuông góc với vector AB. Các em sẽ có được một điều kiện. Thứ hai, đường CH chứa trong mặt phẳng ABC. Như vậy, vector trị phương đường CH sẽ vuông góc với vector pháp tuyến mặt phẳng ABC. Các em có được kết quả thứ hai. Các em biết một vector mà vuông góc với hai vector thì ta có thể chọn vector đó chính là tích có hướng hai vector. Thầy tổng kết kết quả. Bây giờ vấn đề muốn giải quyết bài toán này thì các em chỉ cần tìm vector trị phương, tức là tên vector AB. Thứ hai là em tìm vector pháp tuyến của mặt phẳng ABC. Mà vector pháp tuyến của mặt phẳng ABC thì việc này các em tương đối dễ dàng. Tức là em tích có hướng của cặp vector AB, AC hoặc là cặp vector BA, BC. Các em xem lời giải. Các em có tọa độ vector AB là lấy tọa độ điểm B trừ tọa độ điểm A. Thì có tọa độ là 1, 3, 0. Tọa độ vector AC có tọa độ 2, 0, 3. Khi các em viết như vậy, để có tác dụng, các em tính tích có hướng cho nhanh. Các em suy ra vector N tích có hướng của AB, AC có tọa độ 9, trừ 3, trừ 6. Chính là vector pháp tuyến mặt phẳng ABC. Các em tìm vector trị phương của đường cao CH, đó là tích có hướng AB với vector pháp tuyến phẳng ABC, tức là vector N thì có tọa độ là trừ 18, 6, trừ 30. Khi đó các em chọn vector U1, tức là bằng 1 phần 6 vector UCH, thì nó có tọa độ trừ 3, 1, trừ 5. Thì U1 khi đó nó cùng phương với UCH, thì U1 đó chính là vector trị phương đường cao CH. Như vậy, đường cao CH đi qua C và nhận vector U1 làm vector trị phương. Khi đó nó có phương trình chính tắc là x trừ 2 chia trừ 3, y trừ 0 chia 1 bằng z trừ 1 chia trừ 5. Các em sang bài số 3. Trong không gian Oxyz, cho điểm M có tọa độ 1 trừ 1, 1. Và đường thẳng D1,
x trừ 1 trên 2 bằng y trên 1 bằng z trừ 3 trên trừ 1. D2, x trên 1 bằng y cộng 1 trên trừ 2 bằng z trừ 2 trên 1. Viết phương trình tham số của đường thẳng D đi qua điểm M và cắt hai đường thẳng D1, D2. Các em quan sát trên hình vẽ. Đường thẳng D, thứ nhất, điểm đi qua chính là điểm M. Công việc còn lại, các em đi tìm cái vector chỉ phương của đường thẳng D. Em dựa vào giả thuyết đề toán, đó là đường thẳng D cắt cả hai đường thẳng D1 và D2. Thì trên đường thẳng D1, giả sử có một điểm A theo tham số A, đó chính là giao điểm của D với D1. Trên đường thẳng D2, các em chọn điểm B theo tham số B, đó là giao điểm của D với D2. Khi đó, em dựa vào M, A, B thẳng hàng vì nó cùng nằm trên đường thẳng D. Đó là vector M, A sẽ cùng phương vector M, B. Thì ta có vector M, A cùng phương M, B chính là vector M, A sẽ bằng một số thực nhân vector M, B. Từ cái điều kiện đó, các em vẽ được thông số AB. Các em quan sát lời giải. Các em chọn tọa độ điểm A có tọa độ là 2A cộng 1 AA trừ A cộng 3. Em chọn như vậy bằng cách là đạt cái phương trình ở đây là bằng A. Thì em nhân lên X thì sẽ bằng 2A cộng 1 và Y là bằng A và Z là bằng trừ A cộng 3. Tương tự như vậy là em có tọa độ điểm B. Các em tính vector MA chính là bằng tọa độ của điểm A trừ tọa độ điểm M. Thì sẽ có tọa độ là 2A, A cộng 1 trừ A cộng 2. Tương tự vector MB. MA cùng phương MB nên tồn tại số K sao cho MA bằng K MB. Ở đây, hai vector bằng nhau thì tương ứng tọa độ của chúng sẽ bằng nhau. Thì ta sẽ có được 2A bằng K nhân B trừ 1. A cộng 1 sẽ bằng K nhân trừ 2B. Trừ A cộng 2 bằng K nhân B cộng 1. Em quan sát cái hệ phương trình này làm thế nào để giải được. Trong này ta có quan sát là bơ án là A, B và K. Tuy nhiên ở đây em ghép cái K, B xem như một ảnh và K xem như một ảnh. Thì khi đó các em sẽ thành một cái hệ có phương trình bơ án là A, K, B và K. Thì các em chỗ này các em sử dụng máy tính bỏ túi, các em sẽ vẽ được A, K, B và K. Các em được kết quả là A bằng trừ 3 phần 2, K, B bằng 1 phần 4 và K bằng 13 phần 4. Với giá trị A là bằng trừ 3 phần 2, các em tìm được vector MA đó là trừ 3 trừ 1 phần 2, 7 phần 2. Và em chọn là một cái vector là cùng phương MA đây, đó là vector U bằng 2 lần MA bằng trừ 6 trừ 1, 7 lần vector chỉ phương của đường thẳng D cho nó đẹp. À, đường thẳng D là đi qua điểm M, đi M nhận vector U trừ 6 trừ 1, 7 làm vector chỉ phương thì sẽ có phương trình tham số. Bài toán này cũng cầu có cách giải khớp bằng cách là các em có thể đi tìm được cái vector chỉ phương của đường thẳng D mà không cần phải đi tìm A và B. Thì ở đây các em phải suy luận đường thẳng D đi qua M và cắt D1. Vậy thì đường thẳng D nó phải chứa trong mặt phẳng đi qua M và D1. Thứ hai, đường thẳng D đi qua M và cắt D2. Như vậy, đường thẳng D chứa trong mặt phẳng đi qua M và D2. Vậy đường thẳng D được xem như là giao tuyến của hai mặt phẳng MD1 và MD2. Khi đó vector chỉ phương của D nó sẽ vuông gáp với vector pháp tuyến của mặt phẳng MD1 với vector pháp tuyến MD2. Các em đi tìm cho thầy
hai cái vector pháp tuyến MD1 với vector pháp tuyến tạo bởi MD2, thì vector chỉ phương của đường thẳng D chính là tích có hướng của hai vector pháp tuyến trên. Theo dõi bài tiếp theo, bài số 4. Trong không gian OXYZ, cho điểm A có tọa độ 111, điểm B có tọa độ 201 và mặt phẳng P có phương trình x cộng y cộng 2z cộng 2 bằng 0. Viết phương trình chính tắc của đường thẳng D đi qua A song song với P sao cho khoảng cách từ B đến D là lớn nhất. Đây là một câu hỏi thường hay xuất hiện trong các đề thi Trung học phổ thông quốc gia các năm qua ở mức là vận dụng cao. Các em cần quan tâm lời giải của đoạn này. Các em quan sát hình vẽ. Từ đề toán yêu cầu là khoảng cách từ B đến D là lớn nhất. Thì các em tìm cho thầy khoảng cách từ B đến D. Tôi gọi H là hình chiếu vuông góc của B trên D. Thì khi đó BH chính là khoảng cách từ điểm B đến D. Vấn đề đặt ra, các em xác định vị trí điểm H sao cho đoạn BH là lớn nhất. Các em quan sát lại đề bài. Đường thẳng D đi qua A song song với P. Vì điểm H là tùy thuộc vào D, mà D là đi qua A song song với P, cho nên chắc chắn cái quỹ tích của điểm H nó tùy thuộc vào D. D là đi qua A song song P, do đó D chứa trang một cái mặt phẳng quy qua A song song với P. Các em thấy rằng đường thẳng D này nó quay quanh A chứa trong quy, giống như là một cái chùm đường thẳng mà quay quanh A. Khi mà nó quay quanh A như thế này thì cái điểm H cũng quay quanh. Tuy nhiên em phải xác định cái điểm H này nó có cái đặc điểm gì. Thì ở đây các em thấy rằng cái góc A H B là 90 độ. Do đó nó nhìn cái đoạn AB không đổi dưới một góc vuông thì H nó sẽ nằm trên cái mặt cào đường kính AB. Lẽ có H nằm ra mặt phẳng P, cho nên nó là gì? Giao tuyến của một mặt cào đường kính AB với mặt phẳng quy. Đó thì chỉ cho các em cái tập hợp điểm H. Thực ra đó là một đường tròn. Ở đây em quan sát như vậy thì các em thấy rằng đoạn BH nó sẽ luôn luôn nhỏ hơn cái đoạn AB cố định. Khi đó BH lớn nhất chính là AB. Suy ra H sẽ trùng với A. Mà ta biết rồi, BH là vuông góc với D. Khi H trùng với A thì đường thẳng D sẽ vuông góc với đường AB. Các em tìm được một điều kiện, đó là đường thẳng D có điều kiện vuông góc với AB. Các em cần thêm một điều kiện nữa để tìm ra vector chỉ phương. Thì đường thẳng D nó chứa trang mặt phẳng quy, nên vector chỉ phương của D nó cũng vuông góc vector pháp tuyến mặt phẳng quy. Như vậy, khoảng cách từ B đến D lớn nhất thì đường thẳng D đó là chứa trang quy vuông góc AB tại A. Và vector chỉ phương đường thẳng D đó chính là tích có hướng của vector AB với vector pháp tuyến mặt phẳng quy. Các em xem lời giải. Vector chỉ phương của đường thẳng D chính là tích có hướng của vector AB và vector pháp tuyến mặt phẳng quy. Ta có vector AB có tọa độ là 1, trừ 1, 0. Tọa độ vector pháp tuyến mặt phẳng P đó là 1, 1, 2. Em xác định tích có hướng của vector AB và vector pháp tuyến mặt phẳng Q đó là âm 2, âm 2, 2. Vậy đường thẳng D đi qua điểm A có tọa độ 1, 1, 1 và nhận vector
chỉ phương là trừ 2 trừ 2 2 có phương trình chính tắc. Thầy có một câu hỏi đặt ra cho các em ở bài toán này. Xác định đường thẳng D' đi qua điểm A song song với P sao cho khoảng cách từ B đến D' là nhỏ nhất. Thế thì D' đi qua A song song với P thì bài toán này về mặt giả thiết giống bài số 4. Chỉ khác biệt ở chỗ là BH lớn nhất chuyển thành BH nhỏ nhất. Đấy, nhỏ nhất. Vậy, các em quan sát điểm H ở vị trí nào thì BH là nhỏ nhất. Các em biết rằng H là nằm trong mặt phẳng quy. Phải không? Như vậy, BH nhỏ nhất khi H chính là hình chiếu vuông góc của B lên mặt phẳng quy. Ta gọi điểm đó là cơ. Thì đường thẳng D' của các em là đường thẳng đi qua hai điểm A, cơ. Và có một nhận xét đó là cái đường D' này chính là hình chiếu của đường AB lên quy. Và khi đó đường thẳng D' và đường thẳng D vuông góc với nhau. Trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia thì các em tiếp cận với một số bài tập trắc nghiệm. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em một số bài trắc nghiệm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia một vài năm qua. Các em theo dõi. Câu 1. Đề minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Trong không gian OXYZ, vector nào dưới đây là một vector chỉ phương của đường thẳng đi qua điểm M có tọa độ 2, 3, âm 1 và N có tọa độ 4, 5, 3. Có 4 phương án A, B, C, D với các vector U1, U3, U4, U2. Thì vấn đề tìm một vector chỉ phương đường thẳng đi qua MN thì ở đây sẽ như thế nào? Vector chỉ phương có thể là vector MN hoặc vector NM hoặc một vector cùng phương với vector MN. Các em học sinh nếu không chú ý điều này thì các em sẽ không nắm vững. Ở đây các em tính vector MN thì vector MN ở đây sẽ có tọa độ là 2, 2, 4. Thì khi đó các em nhìn trên các phương án đã chọn, các em không thấy cái tọa độ nào là 2, 4 cả. Tuy nhiên nếu em để ý kỹ thì em thấy rằng cái vector U3 có tọa độ 1, 1, 2 nó sẽ cùng phương với vector MN. Bởi vì vector MN đã bằng 2 lần vector U3. Do đó em chọn vector U3 chính là vector chỉ phương của đường thẳng đi qua điểm MN. Câu 2. Đề minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Trong không gian OXYZ, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng D? X cộng 1 trên âm 1 bằng y trừ 2 trên 3 bằng z trừ 1 trên 3. Có 4 phương án với 4 điểm khác nhau. Vậy, điểm mà thỏa mãn, tọa độ thỏa mãn cái phương trình đường thẳng thì điểm đó thuộc vào đường thẳng đó. Như vậy, các em cần kiểm tra từng điểm một để biết cái điểm nào có tọa độ thỏa mãn phương trình. Thì đầu tiên, các em thử tọa độ điểm A. Tọa độ điểm A thế vào thì ta có tọa độ đó. Ta được kết quả là âm 1 cộng 1 trên âm 1 bằng 2 trừ 2 trên 3 bằng z trừ 1 trên 3. Thì khi đó ta được kết quả đó là 0 trên âm 1 bằng 0 trên âm trên 3 bằng 0 trên 3. Điều này thỏa mãn. Vậy điểm P thuộc D. Ta chọn đáp án A. Em qua câu số 3. Đề Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, mã đề 108. Trong không gian OXYZ, cho các điểm A tọa độ 102, điểm B tọa độ 121, điểm C tọa độ 320 và điểm D tọa độ 113. Đường thẳng đi qua A và vuông góc mặt phẳng BCD có phương trình là có 4 phương án.
Để giải quyết bài toán này thì các em lưu ý tọa độ điểm đi qua là điểm A, thì các em xem thử bốn phương án này tọa độ điểm A thỏa mãn cái phương trình đường thẳng nào. Đấy. Thì nếu như em nhìn vào đề toán, các em thấy tọa độ điểm A tọa độ là 102. Nếu như em nhìn vào quan sát nhanh thì em thấy thì chỉ có đáp án B là 102. Tuy nhiên, liệu rằng đây có phải đúng không? Và thêm cái nữa là ba cái còn lại là không có. Như vậy, các em cần thêm đó là cái vector chỉ phương đường thẳng A. Đề toán cho đường thẳng qua A vuông góc BCD thì vector chỉ phương của đường thẳng của A đó chính là vector pháp tuyến của mặt phẳng BCD. Mà vector pháp tuyến của mặt phẳng BCD đó là tích có hướng của vector BC và vector BD. Như vậy các em đi tìm cái vector pháp tuyến mặt phẳng ABC trước. Rồi, thì em được các tọa độ vector pháp tuyến mặt phẳng BCD là -1, -4, -2. Thì em quan sát bốn phương án thì vector chỉ phương chỉ có là đáp án A và đáp D là phù hợp. Như vậy lúc nãy là đáp án B chúng ta thấy không phù hợp. Đúng không ạ? B là -1, 4, 2. Chỗ này là -1, -4, -2. Như vậy em thấy là đáp án này không chính xác. Và trong đáp án A và đáp án D thì vấn đề đặt ra còn một vấn đề nữa, đó là điểm đi qua. Thì các em thử cái phương án A thì xem nào. Em thay tọa độ điểm A vào 102. 102 em thay vào thì thế bằng 1 vào đây thì T sẽ bằng 0. 02. Nếu thế vào đây thì em kiểm tra rằng cái điểm đó không thỏa mãn phương án A. Và kết quả đó chính là phương án D. Vì hai cái em chỉ cần thử một cái và ta chọn cái còn lại. Để làm tốt các bài tập phần này, thầy giao cho em 3 bài tập sau đây. Đây là các cái câu hỏi trong đề thi những năm qua. Yêu cầu các em thực hiện giải, liên hệ với các thầy cô dạy các em trên lớp để giải quyết. Và các em cũng có thể tham khảo trên mạng để tìm lời giải. Bài học đến đây là kết thúc. Thầy chúc các em sức khỏe, học tập thật tốt. Chào các em.